Chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng làm món cá nục béo kho đặc biệt với mít cây nha. Đây là món truyền thống của gia đình mình luôn đó. Trong lúc thực hiện, mình sẽ giới thiệu vài mẹo nhỏ nhưng rất hiệu quả để khử mùi tanh cá và làm sao để thịt cá mềm ngọt nhất. Xương cá mềm rục như cá hộp nhưng cá vẫn còn nguyên vẹn sau khi kho. Cá nục kho đậm đà vừa béo vừa thơm nên rất đưa cơm, ăn với bánh mì lại càng hấp dẫn, phù hợp cho mọi bữa cơm trong ngày. Chúng ta cùng vào bếp ngay bây giờ nha. Trước khi bắt đầu, mời các bạn tham khảo sơ qua các nguyên liệu mình sẽ sử dụng ha. Đầu tiên mình sơ chế cá nha. Mình có 1,5 kg cá nục béo. Các bạn có thể thay thế các loại cá khác như là cá bạch má, cá nục mỡ, cá thu đao, cá mòi v.v. đều được ha. Các bạn dùng kéo cắt mang và moi sạch ruột bỏ đi. Dùng muối chà sát bên trong lẫn bên ngoài mình cá rồi rửa lại cho sạch. Cá này mình đã rửa sạch với muối rồi nè. Bây giờ mình cắt đôi ra luôn ha. Nếu cá nhỏ các bạn để nguyên con cũng được. Tiếp theo các bạn rửa cá qua nước trà pha loãng. Pha trà giống như trà mình uống vậy đó. Cách này sẽ giúp làm sạch cá và khử đi mùi tanh cá rất hiệu quả. Đó các bạn thấy chưa? Chất bẩn ra làm nước trà đục lại luôn. Các bạn rửa lại một lần nữa với nước cho thật là sạch nha. Để chút xuống để cho ráo nước luôn trong phần bụng cá luôn ha. Bây giờ đến phần mía. Mình để luôn vỏ rửa sạch sẽ. Róc vỏ nếu thích nha các bạn. Độ dài thì tùy kích thước đáy nồi mà các bạn cắt. Mình cắt khoảng 1 gang tay để dễ xếp ha. Và mình chẻ mía nhỏ ra để dễ ra chất ngọt đó các bạn. Hành tím thì mình băm to nè, cùng với vài tép tỏi. Còn phần tỏi còn lại, một nửa mình sẽ băm nhuyễn để phi. Nửa còn lại thì mình để nguyên tép. Lát nữa mình cho vô nồi kho cho thơm ha. Ớt thì mình băm ra luôn. Bạn nào ăn cay thì mình cho nhiều hơn. Rồi mình cho 3 muỗng canh dầu ăn vào chảo nè. Cho tỏi vào phi với lửa nhỏ. Khi tỏi gần vàng như thế này thì các bạn tắt lửa là vừa ha. Sau đó thì mình cho ra chén luôn. Bây giờ mình tiến hành ướp cá nha. Cho cá vào một cái tô lớn. Cho vào đây ít tỏi vô ướp cùng cho thơm. Một muỗng canh dầu tỏi phi. Ướp cách này mình thấy cá thơm lắm, không còn tanh chút nào luôn. Tiếp theo là mình cho một muỗng cà phê muối nè. 2 muỗng cà phê hạt nêm. 1 muỗng canh đường. 1 muỗng cà phê tiêu. 1 muỗng canh nước mắm. Trộn lên và dùng tay chà sát bên trong bụng cá lẫn bên ngoài da cá, cho cá ngấm đều gia vị ướp. Mình để ở đây ướp khoảng 30 phút hoặc 1 giờ để cho cá đủ thấm nha. Nếu mà có thời gian các bạn có thể để lâu hơn cho cá ngấm ngon nha. Nếu ướp thời gian lâu các bạn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cho an toàn nhé. Tiếp theo mình sẽ cắt đầu cá ra và nhét vào bụng cá. Làm như thế này nè các bạn. Mẹo nhỏ này đơn giản mà có nhiều ưu điểm lắm nha. Khi kho xong phần bụng không bị bể vì quá mềm. Đầu cá cũng sẽ mềm rục mà vẫn còn nguyên. Đồng thời chất ngọt ở trong đầu cá thấm ra từ bên trong sẽ làm thịt cá ngọt hơn. Khi ăn vừa thơm vừa béo hấp dẫn lắm các bạn. Bây giờ mình tiến hành kho cá ha. Mình xếp mía dưới đáy nồi. Mình sử dụng nồi gan tráng men nha các bạn. Nồi này giữ nhiệt rất tốt, kho sẽ nhanh mềm hơn là nồi bình thường. Nếu các bạn có nồi áp suất điện như là nồi Instant Pot thì kho nhanh lắm, rất tiện cho các bạn bận rộn. Nhưng nếu có thời gian các bạn thử kho theo cách này cho đúng điệu nha. Cá được ngấm gia vị sâu hơn, thịt đậm đà và rất thơm. Lớp mía này sẽ giúp chúng ta bảo vệ phần đáy nồi, cá kho lâu vẫn không bị cháy. Đồng thời mía sẽ từ từ ra chất ngọt rất đầm, không bị gắt. Mía lại dậy mùi thơm hơn nữa đó các bạn. Tiếp theo mình xếp cá lên trên nè. Xếp cho nó sát vào nhau và cho chặt lại nha, để cá nó được ngấm đều trong sốt kho. Tiếp theo thì mình sẽ làm nước sốt kho. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Mình dùng dầu tỏi phi lúc nãy á. Chờ cho dầu nóng lên mình cho hành tím,
tỏi băm vào phi thơm. Cuối cùng là ớt. Mình phi thơm cỡ như vậy là được nè. Rồi mình tạm tắt bếp và mình cho vào 7 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, hơn nửa chén sốt cà, 2 muỗng canh tương ớt, 2 chén rưỡi nước. Nước ướp cá còn lại các bạn cho vô luôn nha. Và 500ml nước dừa tươi. À, khuấy đều hỗn hợp lên. Mình mở lửa nè, đun cho nó sôi lên. Khi hỗn hợp đã sôi thì mình nhanh tay cho tất cả vào nồi cá luôn ha. Nước nó phải ngập mặt cá nha các bạn. Cho vài tép tỏi và vài trái ớt kho cho nó thơm ha. Mở lửa lớn chút xíu cho cá nó sôi lên nè, hớt bọt. Xong rồi giảm lửa nhỏ vừa, đậy nắp lại. Với một giờ đầu tiên này các bạn kho với lửa nhỏ vừa cho nó đủ sôi cho cá chín nha. Lưu ý là trong lúc kho các bạn nhớ thăm chừng. Nếu mà nồi đầy quá khi sôi nước sẽ bị trào ra, nên thỉnh thoảng mở nắp cho hơi nước thoát ra ngoài rồi tiếp tục đậy lại nha. Lâu lâu các bạn nhớ lắc nhẹ nồi để không bị sích đáy nồi nhé. Cẩn thận vậy thôi chứ không sao, các bạn yên tâm. Và đây, nồi cá mình đã kho được 2 tiếng rồi nè. Các bạn thấy lượng nước kho cũng đã cạn bớt. Và lúc này mình có thể nêm nếm lại chút xíu cho vừa khẩu vị gia đình ha. Phần xương cá bây giờ cũng đã mềm nhưng chưa mềm rục. Mình sẽ đậy nắp lại và kho thêm khoảng 40 phút nữa với lửa thật nhỏ. Và đây, nồi cá của mình đã kho xong rồi nè các bạn. Thơm quá là thơm luôn. Lượng nước còn lại khoảng một nửa hoặc ít hơn một nửa chút xíu là vừa. Thời gian kho với nồi gan này là 2 giờ 40 phút. Và tổng lượng gia vị theo công thức của mình là vừa đủ nha các bạn. Lưu ý các bạn, nếu không có nồi gan, các bạn nhớ chọn nồi dày để giữ nhiệt tốt, cá sẽ nhanh mềm. Thời gian kho có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ của nồi, chênh lệch từ 2 giờ rưỡi đến 3 giờ rưỡi. Độ bốc hơi nước có khác nhau tùy theo độ lửa lớn hay nhỏ, nên các bạn có thể thêm một ít nước dừa tươi trong quá trình hầm lâu nha. Đối với nồi áp suất, các bạn nhớ giảm lượng nước lại vì nước không có bốc hơi như là kho bình thường nhé. Bây giờ mình cho ra đĩa và dùng cơm thôi. Xếp cá ra đĩa nè. Chan nước sốt kho lên mặt cá. Các bạn xem nè, phần da cá vẫn còn nguyên luôn. Nhìn đẹp mắt hết các bạn. Mình vẽ cá ra nè. Thịt rất mềm nhưng không rã đâu nha. Phần đầu cá bên trong vẫn còn nguyên luôn nè. Đầu cá mềm rục luôn nè các bạn. Xương sống cá mềm mà mình dùng tay bóp tơi ra được luôn đó. Mình ăn thử phần thịt xem sao nha, mời các bạn. Thịt mềm lắm, rất thơm và không còn chút mùi tanh nào. Có vị béo ngọt đặc trưng của cá nục béo, hòa cùng gia vị vừa vặn, thanh thanh từ mía, nước dừa tươi, một ít sốt cà, chua nhẹ, cân bằng vị mặn của nước mắm, làm tăng thêm hương vị cho nước sốt. Cá này mình dùng ăn cơm rất là bắt luôn nghe. Mình thì thích ăn với bánh mì, chấm sốt hấp dẫn lắm các bạn ơi. Nước sốt vừa mà các bạn có thể chấm nhiều mà không bị mặn. Nó giống như cá mồi hộp, nhưng nó đậm đà, thơm ngon hơn đó nghe. Các bạn thử làm và thưởng thức mới thấy được hết cái ngon của nó. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video hữu ích, cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng làm để bữa cơm hàng ngày thêm phong phú các bạn nhé. Nhớ đăng ký kênh để xem những món ăn mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.